Hello, Tuấn Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn. Lời đầu tiên Tuấn Nguyễn xin chào và chúc quý vị có một ngày mới có nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị, buổi sáng hôm nay Tuấn Nguyễn trở về thành phố Biên Hòa Đồng Nai. Hôm nay Tuấn Nguyễn tới một cái khu nhà ở cực kỳ VIP, tọa lạc tại phường Tân Vạn của thành phố Biên Hòa Đồng Nai. Trước khi giới thiệu căn nhà thì Tuấn Nguyễn sẽ quay qua cái tiện ích xung quanh cho quý vị xem. Đây, trong khu dân cư của chúng ta đây, quý vị này, đang đi vào hoàn thiện, hoàn thiện các công trình nhà ở thương mại, quý vị nhé. Đây, khu dân cư, dịch vụ, du lịch, Cù Lao Tân Vạn. Đó, có tên gọi tiếng Anh là Sentia Tân Vạn. Đấy, trong khu này rất là đẹp, quý vị đang nhìn trên màn hình chúng ta đây. Đây, ở đây quý vị nhìn này, đó, cực kỳ đẹp luôn. Đó, ở đây là bờ sông này quý vị này. Sang bên phía trước chúng ta đây là khu vực ngã ba Vũng Tàu quý vị nhé. Đi về Bà Rịa Vũng Tàu, đây là sông Đồng Nai. Đó, trước màn hình chúng ta đây là sông Đồng Nai. Đó, quý vị thấy ở trong này thì phải nói là cực kỳ đẹp, gọi là Cù Lao Tân Vạn quý vị nhá. Ở đây là khu tiện ích này, khu mua sắm này, chúng ta nhìn cái đồi y như là một cái sân golf. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đây là sông Đồng Nai quý vị. Đó, ở trong đây thì đúng là như là một cái giấc mơ rồi. Đấy, quý vị thấy không, sông Đồng Nai hiền hòa, yên ả, mát mẻ, trong lành như thế này. Đó, chút xíu nữa thì Tuấn Nguyễn sẽ quay cái tiện ích cũng như hình ảnh căn nhà để giới thiệu rõ cho quý vị xem, quý vị nắm được. Còn bây giờ thì quý vị cùng Tuấn Nguyễn chúng ta đi ra khu vực cái view của khu nhà ở chúng ta cho quý vị trải nghiệm. Đó, sông Đồng Nai quý vị thấy đẹp không, cực kỳ đẹp luôn. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Đây là phường Tân Vạn của thành phố Biên Hòa Đồng Nai quý vị nhá. Đó, và đây là khu dân cư của chúng ta đây. Ở đây thì cực kỳ mát, quý vị biết là cực kỳ mát rồi. Gió bờ sông nó hắt lên mát rượi luôn. Ở đây thì đang đi vào thi công, có hàng trăm hàng ngàn ngôi nhà đẹp. Đấy, và một trong số đó là những cái căn mà ông anh của Tuấn Nguyễn. Ở giữa đây chúng ta có một cái nhà tròi này, chúng ta ngồi trên đây rất là mát. Đây quý vị thấy hình ảnh mát không? Nhìn ra bờ sông này, cực kỳ đẹp luôn, rất là tiềm năng. Ở đây thì Tuấn Nguyễn cũng xin thưa với quý vị luôn, rất là hợp cho quý vị nào có điều kiện chúng ta mua về đây nghỉ dưỡng. Đó, an nhàn lúc tuổi già, khi quý vị về hưu thì ở đây là phải nói là tuyệt vời. Đấy quý vị nhìn cái gió này, ngồi ở đây thì phải mát rượi luôn. Đó, rất là mát quý vị ạ. Vâng, vậy là Tuấn Nguyễn đã review xong cái tiện ích xung quanh cho quý vị rồi, đúng không ạ? Bây giờ thì Tuấn Nguyễn đi vào cái chi tiết căn nhà của chúng ta mà Tuấn Nguyễn muốn truyền tải đến quý vị. Đó, view rất là đẹp. Ở trên đây như là một cái sân golf quý vị ạ. Sân golf rất là lớn. Và cái tòa nhà ở phía trước này này, trước tay Tuấn Nguyễn đang chỉ đây, là có một căn nhà mà ông anh của Tuấn Nguyễn đang muốn bán quý vị nhá. Đấy, còn những cái tòa nhà bên đây sát bờ sông luôn, đó, đang đi vào hoàn thiện. Thì quý vị biết rồi, tại sao mà chưa xây xong mà đã bán, đúng không ạ? Tất cả cũng vì kinh tế quý vị ạ, nợ nần thì mới bán thôi. Chứ bình thường thì cũng không ai mà mới có xây xong chưa kịp ở đã bán rồi. Đây là một cái câu hỏi rất là lớn đúng không ạ? Và chắc chắn là nhiều quý vị sẽ hỏi Tuấn Nguyễn cái vấn đề này. Đấy, thì Tuấn Nguyễn cũng nói với quý vị rồi đó, không gì là không thể cả, nợ nần đúng không ạ, là phải bán thôi. Trong khu dân cư này thì quý vị đang nhìn đây, đường đi lối lại thì người ta tạo rất là đẹp. Đây, ở chỗ này này, quý vị nhìn cái đường vòng, đường vèo đây, đường uốn lượn rất là đẹp. Đấy,
trong này thì mang cái tính chất thẩm mỹ rất cao quý vị nhé. Đấy, khu du lịch quên xin lỗi quý vị, khu nhà ở dịch vụ nhưng mà nó mang cái tính chất là thẩm mỹ đó, rất là cao. Đấy quý vị nhìn thấy đường đi lối lại đúng không ạ? Cái đường ngay ở đây và cái đường này thì người cần gì người ta phải làm như thế này đúng không ạ? Nhưng mà người ta làm đường bần cờ rất là đẹp. Đây có những cái cây hàng cọ này. Đấy, quý vị thấy đường trong đây như thế nào? Và đây, đây là những căn nhà mà đang hoàn thiện. Và một trong số đó là căn nhà của ông anh của Tuấn Nguyễn. Đây, căn của chúng ta là căn này. Tuấn Nguyễn cũng nói rõ luôn để cho quý vị biết đúng không ạ? Những căn này thì nó bao la mênh mông lắm. Nhưng mà Tuấn Nguyễn bây giờ là nói rõ luôn căn nào để cho quý vị biết. Đây là căn này, quý vị nhá. Đó, căn này này. Đấy, phía trước tay Tuấn Nguyễn chỉ đây. Đó, chỗ cái anh đội nón trắng đó. Đây, căn này có diện tích là chiều ngang là 6m, quý vị nhá. Nhân với lại chiều sâu là 20m. Chúng ta có 120m, có sổ hồng và thổ cư là full luôn. Đó, hướng là hướng đông bắc. Đấy, thiết kế một tầng trệt, hai tầng lầu, một tum, quý vị nhá. Đấy, thổ cư là full luôn. Và Tuấn Nguyễn cũng xin thưa với quý vị, căn nhà này thì ở bên dự án này người ta chỉ hoàn thiện ở cái mặt bên ngoài thôi quý vị nhá. Đó, hoàn thiện mặt bên ngoài, còn bên trong thì chúng ta tự về chúng ta hoàn thiện lại sau đúng không ạ? Và nhân đây thì Tuấn Nguyễn cũng báo giá luôn cho quý vị và các bạn nắm được, tức là căn nhà này anh của Tuấn Nguyễn đang muốn bán với giá là 8,9 tỷ đồng quý vị nhá, cho một căn nhà trong khu dự án đẹp như thế này. 8,9 tỷ đồng chúng ta còn thương lượng rất là nhiều quý vị nhá. Đây, Tuấn Nguyễn sẽ quay vào bên trong một chút xíu cho quý vị xem. Đấy, chiều ngang 6, chiều sâu 20. Đó, một cái diện tích rất là lớn, 120m² mà chúng ta đã có sổ hồng và thổ cư full luôn. Đây quý vị, đấy, nhà đúc rất là kiên cố. Công nhân đang hoàn thiện thì Tuấn Nguyễn đã nói với quý vị rồi. Căn nhà này thì chúng ta chỉ có hoàn thiện ở bên ngoài thôi quý vị nhá. Còn bên trong thì quý vị mua về thì quý vị tự hoàn thiện. Đấy, ở phía sau thì chúng ta có cái lối lối thoát hiểm phía sau này. Đó, lối thoát hiểm phía sau cũng như là giếng trời. Đó, ở trong khu dự án của chúng ta quý vị nhìn thấy không? Cực kỳ là hoành tráng luôn. Đó. Thì quý vị biết không, tại sao mà Tuấn Nguyễn lại đi review những cái căn nhà thô như thế này? Bởi vì đây là cũng do cái nhu cầu, yêu cầu của chủ nhà, quý vị nhá. Đấy, chủ nhà muốn bán căn này, cho nên là muốn yêu cầu Tuấn Nguyễn, nhờ Tuấn Nguyễn tới đây là review để truyền tải đến quý vị. Đó, hướng là hướng đông nam, xin lỗi quý vị, hướng đông bắc, quý vị nhá. Đấy, hướng đông bắc, view của chúng ta là view sân gôn luôn. Đó, sông thì ở phía trước, Tuấn Nguyễn vừa quay cho quý vị xem rồi. Đấy, một căn nhà cực đẹp luôn. Ngoài ra thưa quý vị, Tuấn Nguyễn còn review nhà ở trên Khang Điền quận 9 này, Thảo Điền quận 2 và Phú Mỹ Hưng quận 7. Quý vị nào có nhu cầu đấy, mua những cái trong những cái khu dân cư đẹp như thế này đó, thì hãy liên hệ với Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị và các bạn đi xem những căn nhà đẹp như thế này. Vâng, thì review những cái căn nhà mà chưa hoàn thiện thì rất là nhanh đúng không ạ? Đấy, phòng ốc thì cũng chưa ngăn cách gì, cho nên quý vị về đây chúng ta có thể thiết kế thêm quý vị nhé. Đấy, Tuấn Nguyễn chúc quý vị xem video vui vẻ. Quý vị vui lòng hãy đăng ký kênh cho Tuấn Nguyễn với, và cho Tuấn Nguyễn xin một nốt like nếu quý vị ưng những các căn nhà đẹp, sản phẩm đẹp như thế này. Đó, ở Cù Lao Chàm. Đó, Cù Lao Tân Vạn. Khu dự án Sentia Tân Vạn. Đấy, khu dân cư dịch vụ Cù Lao Tân Vạn quý vị nhé. Đó, nhà hướng đông nam 6x20, thiết kế một tầng trệt, hai tầng lầu, một tầng tum. Đó, có sổ hồng và phun thổ cư, giá 8,9 tỷ đồng, chúng ta còn thương lượng rất là mạnh. Vâng, Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Quý vị thấy thích căn nhà này thì hãy liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn. Đó, qua số điện thoại 0905 745 448, Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị và các bạn tới đây gặp anh của Tuấn Nguyễn và thương lượng giá cả quý vị nhé. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Vâng vâng, anh ngồi đó thì em không có quay cái hướng anh, em quay cái hồ bơi á.
Và thưa quý vị, Tuấn Nguyễn quay qua cái mô hình của khu dự án của chúng ta chút xíu để cho quý vị xem. Đây là toàn cảnh của dự án khu nhà ở Sentia. Đây, những căn nhà như thế này thì lúc nãy Tuấn Nguyễn đã review thực tế ở ngoài rồi. Còn ở đây là mô hình này. Đấy quý vị thấy không? Ở trong khu này phải nói là cực kỳ VIP luôn. Đây, có hàng ngàn căn nhà luôn quý vị ạ. Đó, quý vị thấy đẹp không? Đây là mô hình quý vị nhá. Đấy, hôm nay Tuấn Nguyễn rất là vinh dự, hân hạnh được đến đây quay những cái mô hình hiện đại như thế này. Đó, và đích thân ông anh của Tuấn Nguyễn là giám đốc của dự án này. Đấy, cho phép Tuấn Nguyễn vào đây quay mô hình của dự án này để gửi tới quý vị. Thật sự thì Tuấn Nguyễn xin lỗi, bởi vì những cái lời nói của Tuấn Nguyễn không mang ý nghĩa, không mang ý là nhắm vào mục đích gì cả. Nhưng mà Tuấn Nguyễn xin thưa với quý vị rằng ở dự án này thì thật sự là rất là phù hợp với quý vị, như là cô chú lớn tuổi về hưu này, đúng không ạ? Và chúng ta có một chút xíu điều kiện nữa thì ở trong đây thì phải nói là cực kỳ là viên mãn, thật sự là rất là viên mãn. Đây quý vị nhìn ở bên ngoài này. Đấy, chúng ta đang đi vào hoàn thiện, đúng không ạ? Mà có những ngôi nhà đẹp như thế, nhất là cái cảnh quan xung quanh quý vị nhá, rất là đẹp. Đây đó, thì Tuấn Nguyễn cũng xin phép quý vị rồi. Tuấn Nguyễn nói những lời này là không những có ý gì mà để phân biệt là tầng lớp xã hội hay giàu nghèo hay gì, nhưng mà không phải. Bản thân Tuấn Nguyễn cũng rất là nghèo nàn thôi, nhưng mà Tuấn Nguyễn ý muốn nói ở đây là rất là phù hợp những cái cô chú lớn tuổi này, về hưu này, đúng không ạ? Những cái quý vị làm bên công viên chức nhà nước này, hoặc là tài chính ngân hàng, hoặc là bất động sản vân vân, đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều có thể sở hữu những căn nhà ở trong khu nhà ở cao cấp này. Nhưng đặc biệt thì ở đây phí dịch vụ, đúng không ạ? Ví dụ như là an ninh, rồi là môi trường, rồi là vệ sinh, rồi các thứ cũng tiện ích nữa, thì đôi khi nó cũng chi phí, cũng mất một chút đỉnh. Đấy, quý vị nào mà có những cái điều kiện thì thật sự chúng ta hãy nên sống ở trong đây, thì phải nói là rất là tuyệt vời. Và đây là những cái mô hình này. Đấy, để cho quý vị xem, đúng không ạ? Và căn nhà mà của ông anh Tuấn Nguyễn lúc nãy mà Tuấn Nguyễn quay cho quý vị được xem rồi á, là nằm ở cái lô này quý vị nhá. Đó, mặt tiền đường luôn. Đấy, đó quý vị nhìn rõ cái mô hình của căn nhà dịch vụ thương mại Sentia Tân Vạn. Và đây là những hình ảnh thực tế này quý vị này. Đó, trong khu tiện ích của chúng ta đây có những cái hồ bơi, xung quanh là cây dừa, cây cọ quý vị nhá, cọ Dubai. Đó, mát và đẹp lung linh như thế này. Đây đó, thì quý vị biết không, ở ngay trung tâm thành phố Biên Hòa Đồng Nai có một cái khu đẹp như thế này, nhưng mà rất ít người biết. Quý vị biết tại sao không ạ? Ở đây người ta cấm không cho người ngoài, người lạ vào, nhất là ghi hình quay phim quý vị nhá. Hôm nay thì đấy, cũng như Tuấn Nguyễn nói với quý vị rồi đấy, Tuấn Nguyễn may mắn có một ông anh làm giám đốc ở trong dự án này, thì mới đưa Tuấn Nguyễn vào đây để review một cái căn nhà mà ông anh đang cần bán thì mới vào được thôi. Đó, còn ngoài ra thì người lạ không thể vào đây được quý vị ạ. Cho nên chắc chắn nhiều quý vị sẽ không tiếp cận được những cái mô hình này, cái khu nhà ở cao cấp thương mại như thế này. Và đây quý vị nhìn cái hồ bơi này. Đấy, ở đây thì wow, cực kỳ là đẹp luôn. Đó quý vị thấy không, rất đẹp. Cái hồ bơi này mà chúng ta về đây, đó, cho con cái chúng ta vui chơi giải trí thì phải nói là wow. Quý vị nhìn thấy như thế nào? Đó, đây quý vị này. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Ở trong đây thì Tuấn Nguyễn đã nói với quý vị rồi, ưu tiên cho quý vị nào, đó, cô dì chú bác lớn tuổi về hưu, nghỉ dưỡng, cũng như gia đình trời của nhà chúng ta có điều kiện thì sinh sống ở đây thì phải nói là tuyệt vời. Ở bên kia là sân golf, sân tennis quý vị nhá. Sân golf ở phía trước mà lúc nãy Tuấn Nguyễn đã review rồi. Còn đây là sân sân tennis đúng không ạ? Còn đây là hồ bơi. Đó, khu dân cư dịch vụ
du lịch Cù Lao Tân Vạn, quý vị nhá. Khu dân cư dịch vụ Cù Lao Tân Vạn. Đấy, có tên nước ngoài là Sentia Tân Vạn. Đấy. Căn nhà lúc nãy Tuấn Nguyễn đã giới thiệu với quý vị rồi, đúng không ạ? Đây thì Tuấn Nguyễn sẽ quay thêm cái tiện ích xung quanh cũng như căn hồ bơi này. Đấy, cái hồ bơi lớn như thế này để truyền tải tới quý vị. Đó, để cho quý vị cảm nhận được trong khu dân cư của chúng ta đáng sống như thế nào. Wow, đây là cái quầy bar này quý vị thấy không? Nước ở xung quanh nhưng mà ở dưới này không hề có một chút xíu nước nào. Đó, quý vị thấy chưa? Hiện đại cỡ nào không? Đó, đây là quầy bar. Khi chúng ta bơi lội ở đây thì sẽ được các cái dịch vụ cung cấp đó, đồ ăn thức uống cho quý vị và các bạn. Đó, và căn nhà của chúng ta lúc nãy mà Tuấn Nguyễn vừa quay cho quý vị xem là nằm ở phía kia, cách khoảng 150m quý vị nhá. Đó, là chúng ta đi ra hồ bơi này rồi. Sân golf, sân tennis, sân cầu lông, bóng bàn ở đây quý vị nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Này, hồ bơi như thế này thì quý vị thấy thế nào? Đấy, wow. Thật sự là khu du lịch cũng không kém cạnh gì, đúng không ạ? Khu này cũng không kém cạnh gì khu du lịch cả quý vị ạ. Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Vâng. Vậy là Tuấn Nguyễn đã review hết đó, tiện ích xung quanh cũng như các dịch vụ đó. Và căn nhà của chúng ta hướng diện tích và báo giá cho quý vị và các bạn biết hết rồi. Bây giờ thì Tuấn Nguyễn xin phép dừng video và chúng ta hẹn gặp lại nhau ở những video tiếp theo. Quý vị có nhu cầu mua những căn nhà đẹp ở trong khu này thì quý vị hãy liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn. Bởi vì sao? Quý vị biết không ạ? Hiện tại bây giờ Tuấn Nguyễn xin thưa với quý vị rằng có đúng một căn thôi quý vị nhá. Đó, có đúng một căn mà ông anh của Tuấn Nguyễn đang muốn bán thôi. Còn ngoài ra không có một căn nào khác. Đấy, quý vị muốn mua căn thứ hai cũng không được quý vị nhá. Đó là Tuấn Nguyễn nói thật lòng. Bởi vì hiện tại trên kênh của Tuấn Nguyễn ở trong khu dự án này có đúng một căn thôi. Vâng. Đó, quý vị cảm thấy nơi này là một nơi rất là đáng sống thì quý vị hãy liên hệ với Tuấn Nguyễn quý vị nhá. Đó. Ngoài ra thì còn có những lô đất lớn và những căn nhà có diện tích lớn hơn, có thể là biệt thự ở trong khu này cũng có, thì quý vị cứ liên hệ với Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn sẽ vào trong này và liên hệ với chủ đầu tư ở đây và cung cấp những sản phẩm uy tín cho quý vị. Vâng, Tuấn Nguyễn xin chào và chúng ta hẹn gặp nhau ở video tiếp theo trên kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn mỗi buổi chiều. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.